Thưa quý vị, xử lý tình trạng ngập úng, đặc biệt là công tác chống ngập trong đô thị, luôn là bài toán khó đối với mỗi địa phương. Đây cũng là vấn đề được cử tri trên địa bàn thành phố Đà Nẵng quan tâm. Vậy tình trạng chống ngập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện nay như thế nào? Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau. Công ty thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng cho biết, theo phân cấp của Ủy ban Nhân dân thành phố, công ty được giao nhiệm vụ thực hiện quản lý hệ thống thoát nước trên các tuyến đường có bề rộng mặt đường từ 10m5 trở lên và các kênh hở, hồ điều tiết, các trạm xử lý nước thải tập trung. Tổng khối lượng nạo vét hàng năm từ 3.000 đến 4.000 mét khối. Còn Ủy ban Nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra, nạo vét các tuyến cống có bề rộng mặt đường dưới 10m5 và mương cống thoát nước trong kiệt hẻm, mương thoát nước thải sau nhà, mương đất hiện trạng. Thì hàng năm là sở xây dựng sẽ đặt hàng cho chúng tôi nạo vét các tuyến đường từ 10m5 trở lên, nhất là ưu tiên những cái tuyến là 50 tuyến đường ưu tiên trên địa bàn thành phố, là những cái vị trí mà đề xuất cái danh mục nạo vét để chống ngập úng. Thứ nhì nữa là những cái tuyến cống mà nằm trong những điểm ngập úng trọng điểm của thành phố là chúng tôi sẽ tiến hành nạo vét. Thứ ba là những tuyến cống chính trên địa bàn thành phố mà có lượng bùn đất nhiều thì chúng tôi tiến hành nạo vét theo quy định. Trước sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, những năm gần đây tại Đà Nẵng đã xảy ra nhiều trận mưa cực đoan kéo dài với tổng lượng mưa rất lớn, kết hợp với triều cường làm hệ thống thoát nước của thành phố bị quá tải, gây ngập úng cục bộ ở nhiều tuyến đường như Lê Duẩn, Hải Phòng, Âu Bích Khiêm, Hoàng Hoa Thám, Hàm Nghi, Nguyễn Văn Linh. Do vậy, thành phố đã đầu tư kinh phí đáng kể nâng cấp, khớp nối hạ tầng thoát nước và xây dựng các trạm bơm chống ngập. Thì hiện nay là thành phố đã đầu tư cái trạm bơm chống ngập Âu Bích Khiêm và cũng đã được đưa vào vận hành và khai thác vào tháng 5 vừa qua. Thì nếu mà mưa lớn xảy ra thì công ty chúng tôi sẽ tiến hành vận hành hiệu quả trạm bơm chống ngập Bến Đức Khiêm và trạm bơm Thuận Phước, và đồng thời chúng tôi sẽ tiến hành nạo vét tất cả các tuyến mương như là Ông Bến Khiêm, Lê Duẩn, Hàm Nguy, Vĩ Văn Linh để giảm thiểu cái tình trạng ngập úng tại cái khu vực này. Như vậy, hiện nay thành phố đã đầu tư 5 trạm bơm chống ngập, trong đó quận Hải Châu có 4 trạm bơm nằm ở cuối đường Âu Bích Khiêm, đường Trương Chí Cương, khu vực Thuận Phước và khu vực Đảo Xanh. Trên địa bàn phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn có trạm bơm chống ngập K20. Các trạm bơm này được đặt tại khu vực có nguy cơ bị ngập úng cao với vai trò hút nước, ngăn chặn tình trạng ngập úng cục bộ, góp phần giảm thiểu tình trạng ngập úng đô thị của thành phố Đà Nẵng trong mùa mưa sắp đến. Hy vọng trong thời gian đến, thành phố sẽ tiếp tục có sự đầu tư đúng mức, từng bước hoàn thiện hạ tầng thoát nước của thành phố.